Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu. Mua hai bánh chicken McWiddles đậm đà hay McChicken biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Ngày hôm qua, thưa quý vị, bên phía chính phủ của ông Biden bắt đầu rất là mừng bởi vì chỉ mới ngày hôm qua thôi, nước Mỹ đã có hơn 98 triệu liều vaccine. Tính ra họ tính cũng rất dễ, mỗi một tiểu bang cung cấp và công ty Pfizer, Moderna và Johnson á, mỗi một khi sản xuất bao nhiêu thì ký hàng gửi đi bấy nhiêu để tính tiền chứ. Thì chính phủ ngân sách chi ra bao nhiêu thì họ đếm được các số liệu chính xác luôn á, là 98 triệu liều là ngày hôm qua. Cho nên họ nói rằng trong ngày hôm nay hoặc trễ lắm là đến sáng sớm ngày mai, nước Mỹ sẽ có 100 triệu liều trong nội ngày hôm nay. Và hôm nay chỉ mới là ngày thứ 58 của ông Biden vào tòa Bạch Ốc thôi. Và chưa đủ 100 ngày, ông đã có trong tay 100 triệu liều. Thực ra đó, cái con số 100 triệu liều trước đó thì các chuyên gia y tế họ tin là chắc chắn sẽ đạt được sớm. Nhưng mà chúng ta còn nhớ vào cái tháng 12 sau ngày bầu cử đó, mặc dầu là các công ty Pfizer, Moderna tuyên bố họ bắt đầu xuất xưởng những cái liều thuốc này rồi, nhưng mà việc mà phân phối đó thì lại bị trì trệ. Không biết vì lý do nào, trong cái chiến dịch gọi là thần tốc của ông Trump lúc đó đó, lại đưa cho quân đội. Mà quân đội khi mà họ nhúng tay vào để mà giải quyết đó thì lại chậm trễ. Quân đội rồi phối hợp với các tiểu bang khiến cho cái số liều thuốc xuất xưởng thì có nhưng mà gửi đi thì trễ. Chưa kể đó là tình trạng bão tố đủ hết vào mùa đông, thưa quý vị, cho nên cũng đã trì trệ. Khi mà vào được tòa Bạch Ốc, đắc cử rồi vào tòa Bạch Ốc đó, thì ngay lập tức cái ngày đầu tiên mà ông Biden ông lên, ông hứa hẹn là trong vòng 100 ngày nước Mỹ sẽ có 100 triệu liều. Cái con số đó đối với chính phủ Biden là nhiều và họ tin tưởng là sẽ đạt được, bởi vì vào thời điểm đó cái tiến trình mà phân phối đang diễn ra rất là chậm. Người ta cũng còn nhớ là khi mà bắt đầu có thuốc chủng và FDA đã chuẩn thuận trong trường hợp khẩn cấp đó, thì chính ông Trump trong cuộc họp báo tuyên bố là sẽ có 200 triệu liều thuốc cuối tháng 2. 200 triệu liều luôn, bởi vì đã gọi là chiến dịch thần tốc mà. Nhưng mà cuối cùng, thưa quý vị, từ chiến dịch thần tốc nó lại thành chiến dịch rùa bò. Và hậu quả là khi ông Biden vào đó là không có bao nhiêu liều được phân phối cả. Đó là lý do ông hứa hẹn 100 ngày 100 triệu liều. Nhưng mà sau đó bắt đầu hàng xuất xưởng, rồi hệ thống máy bay, rồi hệ thống phân phối càng ngày càng nhuần nhuyễn hơn. Người ta bắt đầu quen rồi và ngay lập tức ông đã ra lệnh, tức là bên phía chính phủ Biden á, là phải nhanh chóng cho tất cả những cái cơ sở nào có nhận được thuốc là phải ngay lập tức chích ngừa cho người dân càng nhiều càng tốt. Và nhờ vậy, thưa quý vị, là hàng vừa xuất ra bao nhiêu là chích bấy nhiêu. Cuối cùng thì cái con số nó lên đến rất nhanh, 100 triệu liều mà chưa tới 100 ngày. Thì theo dự trù giờ đây, thì phía ông Biden trong cuộc họp báo ngày hôm nay để công bố về cái thành quả đạt được chỉ trong vòng mấy chục ngày đầu thôi, thì đến 100 ngày người ta tin tưởng đó là có khả năng gần 200 triệu liều sẽ được phân phối trong vòng vài tuần lễ tới đây. Mà nếu con số này tiếp tục diễn biến thì chúng ta thấy cái tháng 4 lại là một cái tháng rất là tốt đẹp. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào mùa xuân, thì tháng 4 là tháng đầu tiên của mùa xuân lại là một cái tháng rất tốt. Bởi vì lúc đó mà nếu mà 200 triệu liều được chích thì chúng ta cũng thấy được 66%, gần 70% người dân Mỹ được chích ngừa 2 liều.
Mà nếu con số này đạt được 70% trở đi đó, thì cái tiến trình mà nước Mỹ dần dần trở lại cái xã hội bình thường chúng ta thấy rất là tốt đẹp. Ở tại các quận, trong đó có một quận ở California này phía bắc, Mateo, San Mateo, một khu vực cũng rất là giàu có ở gần San Francisco, đi qua một cái cầu thôi. Thì tin tức ngày hôm qua cho biết quận San Mateo đã bước vào ngạch cam rồi thưa quý vị. Nhiều quận ở California hiện nay vẫn ở ngạch đỏ. Và bây giờ quận Mateo và người ta tin tưởng trong những tuần lễ tới sẽ có thêm nhiều quận khác nữa bước vào ngạch cam. Quận Mateo thì dân số cũng ít thôi, nhưng mà tiến trình chích ngừa rồi nhiễm bệnh cũng được kiểm soát nữa, cho nên họ đã bước vào màu cam. Màu cam là một cái màu bắt đầu mà cái số người được vào bên trong ăn nhiều hơn, rồi rạp hát, rồi quán bar mở cửa, xuống tới ngạch vàng là xem như bình thường trở lại. Cho nên ngày hôm nay ông Biden lại có lý do để tuyên bố thành công, bởi vì chưa đầy 100 ngày mà đã được 100 triệu liều, mới 58 ngày mà thôi, mà đến 100 ngày người ta tin tưởng là gần 200 triệu liều. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì hai ngày qua chính phủ của Nam Hàn họ rất là thận trọng quan sát cái chuyện mà vaccine của AstraZeneca mà nghi ngờ là khiến cho một số trường hợp đó bị đông máu nghiêm trọng. Thì bởi vì ở Nam Hàn ngày hôm qua họ chứng thực là có một trường hợp một người phụ nữ 60 tuổi thưa quý vị, sau khi mà chích AstraZeneca vào ngày 26 tây tháng 2 đó, thì bắt đầu những ngày sau đó bà bị những cái triệu chứng nghiêm trọng và bị đông máu, và cuối cùng đến ngày 6 tây tháng 3 thì bà này qua đời. Cho nên là ngày thứ ba đó, thì lúc đó chính phủ Nam Hàn họ vẫn còn nói là họ tin tưởng là cái loại vaccine này vẫn là an toàn, bởi vì chính phủ Nam Hàn, cơ quan KDC lại tương đương với CDC của Hoa Kỳ đó, họ nhấn mạnh là cái loại vaccine của AstraZeneca được sản xuất ngay tại Nam Hàn đó thì nó có một số những cái điểm khác biệt so với AstraZeneca mà sản xuất ở tại châu Âu. Cho nên là lúc đó KCDC vẫn tin tưởng là an toàn, nhưng mà qua đến sáng ngày hôm nay đó thì họ nói rằng có thể là trong ngày hôm nay họ sẽ ngừng lại cái việc chích ngừa cho người dân Nam Hàn cái loại vaccine này. Wow. Bởi vì ngày hôm nay thưa quý vị là một cơ quan kiểm tra về kiểm soát thuốc ở tại châu Âu đó, họ cũng nguyên một cái hội đồng các chuyên gia bác sĩ ở châu Âu, nguyên ngày hôm nay họ sẽ xem xét các dữ liệu và đến cuối ngày thì họ cũng sẽ đưa ra cái kết quả cũng như là lời khuyên cho các quốc gia mà hiện nay đang ngừng việc sử dụng cái vaccine này đó, là có phải thật sự AstraZeneca gây ra cái chứng đông máu này hay không. Cho nên chính phủ Nam Hàn nói rằng từ đây cho đến cuối ngày đó họ sẽ theo dõi, và nếu như cái cơ quan này của châu Âu mà nói là cần phải ngưng lại thì chính phủ Nam Hàn cũng sẽ ngưng luôn thưa quý vị. Trong các cuộc nghiên cứu đó, bên phía AstraZeneca tuyên bố vẫn an toàn. Cho đến giờ phút này họ đã cung cấp hơn 17 triệu liều cho châu Âu. 17 triệu liều. Mà trong số 17 triệu liều này, đến giờ phút này chúng ta biết được chỉ có vài khoảng 10-20 trường hợp là nghẽn máu. Trường hợp nghẽn máu này như thầy vừa từng trình bày, khởi đầu từ ở dưới chân thưa quý vị. Nó bị một cái vết nhỏ thôi, nó đông lại. Nhưng mà khi mà đi di chuyển từ trên chân mà đi lên buồng phổi và tim của chúng ta đó, thì bị nghẽn một cái động mạch, bởi vì chỉ cần một cái clot thôi, cái rất nhỏ, thì nghẽn cái động mạch đó đã khiến cho cái người đó không thở được, hoặc là lên tới não và gây ảnh hưởng chết người, hoặc là phải chữa trị, bác sĩ bệnh viện phải mổ sớm. Mà trong trường hợp đó những người này lại bị COVID-19 nữa, đó là cái lý do họ sợ. Mặc dù chỉ có một vài trường hợp thôi, nhưng mà Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha vân vân đều tuyên bố phải tạm ngừng để họ chờ thêm các dữ kiện cần thiết. Nhưng mà cái việc tạm ngừng cũng rất là kẹt cho cái tiến trình bình thường hóa và tái thiết hiện nay liên quan đến COVID-19. Bởi vì không những một loại COVID-19 mà bây giờ có thêm các loại biến chủng khác nữa. Chẳng hạn như ở Pháp bây giờ có thêm loại của Nam Phi, rồi Anh Quốc, rồi kể cả Brazil. Họ đều khám phá, đang hiện diện ở tại các quốc gia này. Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Y tế Châu Âu, AstraZeneca
và thậm chí một số các quốc gia ở châu Âu, chẳng hạn trong đó có Bỉ đó, thưa quý vị. Sáng nay nước Bỉ tuyên bố trong thời gian qua họ thấy không rất là tốt đẹp, không biết vì lý do di truyền thể hay là người dân Bỉ có thể thích ứng với AstraZeneca, không một trường hợp nào xảy ra hết. Một số các quốc gia bên khối Đông Âu khác, Latvia vân vân, Serbia tuyên bố chưa có cái trường hợp blood clot nào xảy ra cả. Cho nên cái chuyện này khiến cho người dân hoang mang rất nhiều. Nhiều người dân đó, họ chỉ trích chính quyền Pháp, Đức vân vân tại sao ngừng lại, bởi vì họ thấy cái trường hợp mà tỷ lệ tử vong hoặc là tỷ lệ bị nhiễm clot đó, nó rất là thấp, mà trong trường hợp này vẫn có khả năng để giải phẫu chữa trị cho người đó được, thì tại sao không tiếp tục tiến trình chích ngừa. Nhưng mà châu Âu mà họ rất là quan tâm đến cái chuyện mà chỉ có một cái loại thuốc nhất là được phân phối trong trường hợp khẩn cấp nữa, chứ chưa được cái nghiên cứu hoàn toàn 100% như những cái loại cúm khác, những cái loại thuốc chủng cho các cúm khác. Tại Hoa Kỳ ngày hôm nay, thưa quý vị, chính quyền của Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ gặp gỡ nhau ở tại Alaska. Hiện nay người ta xem cái chính sách đối ngoại của ông Biden mới đầu thì người ta đồn đoán đó, nói là có khả năng là bên phía ông Biden sẽ ngưng tay với chính phủ Trung Quốc. Nhưng mà ngược lại, ngay lập tức bên phía ông Biden với ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đó, vừa đưa ra những cái hành động mà khiến Trung Quốc rất là phiền hà. Chúng tôi gửi đến quý vị chi tiết ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.